Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho trader Việt Nam. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề mới ha, khá là mới. Đó chính là pivot point, hay còn có tiếng Việt của nó là điểm xoay. Cái này là một khái niệm khá mới đối với các anh chị mà mới với trading. Tuy nhiên ha, đối với một số anh chị mà đã quen với trading trước rồi, hoặc là ta đã đọc những cái kiến thức về trading trước, thì chúng ta có thể biết và quen thuộc với cái khái niệm pivot point này. Thì đây là một cái phương pháp rất là hay ha. Nó hay ở chỗ là một cái phương pháp rất là khách quan để chúng ta xác định được những cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng trên biểu đồ, mà nó cực kỳ khách quan nha chị ha. Thông thường những cái kháng cự hỗ trợ mà chúng ta xác định thường nó mang tính chủ quan, bởi vì chúng ta tự vẽ ra những cái đỉnh đáy của chúng ta. Còn cái pivot point này, chúng ta nó sẽ xác định chúng ta những cái hỗ trợ kháng cự một cách khách quan, tức là chúng ta không cần phải làm gì cả. Chúng ta cùng đi tìm hiểu pivot point, điểm xoay là cái gì và nó lợi hại ở cái điểm nào. Rồi ha, trước khi đi vào tìm hiểu cái pivot point, cái điểm xoay là gì, thì chúng ta cùng bấm ngưng lại cái video này để đọc cái kỹ cái cảnh báo rủi ro này ha. Mỗi khi có những cái kiến thức mới ha, những cái kiến thức về trading mới mình muốn chia sẻ cho anh chị bất quyết phải đọc những cái cảnh báo rủi ro này. Bởi vì tất cả những kiến thức đều là mang tính chia sẻ, và áp dụng thành công hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào cái kỹ năng của anh chị. Rồi, chúng ta cùng đi vào nội dung của video. Pivot point là gì? Đơn giản, đó là những cái đường ha, những cái đường mà chúng ta vẽ lên cái biểu đồ nến, và nó có hình dạng như thế này. Đây, những cái đường pivot point là những cái đường mà tính theo công thức ha, chúng ta tính theo công thức và nó sẽ hiển thị trên biểu đồ với hình dạng là những cái đường như thế này. Cái đường mà có cái chữ P ha, chính là cái đường pivot point chính giữa, hiện viết tắt của chữ pivot point á. Và những cái đường có cái chữ R, R1, R2, R3 đây nè, đấy, và S1, S2, S3 lần lượt là R chính là resistance ha, chính là kháng cự, kháng cự 1, kháng cự 2, kháng cự 3, và S chính là support, tức là hỗ trợ, S1, S2, S2, S3 tức là hỗ trợ 1, hỗ trợ 2 và hỗ trợ 3. Thì những cái đường này được tính như thế nào? Anh chị cùng xem cái công thức tính pivot point. Rồi ha, cái pivot point tức là cái đường chính giữa, cái đường P chính giữa, thì nó sẽ được tính theo công thức, đó chính là lấy giá cao nhất của phiên trước cộng giá thấp nhất của phiên trước cộng cho giá đóng cửa của phiên trước, tổng cộng lại đem chia cho 3. Và anh chị nhớ là cái những cái dữ liệu này là của phiên trước nha. Của phiên trước tức là sao ạ? Tức là nếu mà anh chị đang trade trên biểu đồ D1 ha, thì một phiên giao dịch của biểu đồ D1 tức là nó kéo dài nguyên một tháng. Nha anh chị. Và tương tự ha, của phiên trước tức là nó lấy giá cao nhất của nguyên một tháng trước đó trên biểu đồ D1. Tương tự của phiên trước mà trên biểu đồ D1 tức là lấy giá thấp nhất của tháng trước đó ha, cũng tương tự với giá đóng cửa. Và nếu mà anh chị giao dịch trên biểu đồ H4 đi, thì một phiên nó sẽ kéo dài là một tuần giao dịch, thì cái giá cao nhất phiên trước này sẽ là lấy giá cao nhất của cái tuần giao dịch trước đó. Anh chị nhớ nha, nó tùy thuộc vào cái khung thời gian mà anh chị đang giao dịch. Cái phiên, một phiên giao dịch của cái khung thời gian D1 là nó sẽ kéo dài một tháng, tức là cái phiên giao dịch nó sẽ có khoảng, phiên giao dịch nó sẽ có 22 cây nến, hay là bao nhiêu cây nến đó mình không nhớ rõ ha. Nó sẽ trừ đi những cây nến mà ngày thứ bảy chủ nhật á, sẽ có khoảng 20 mấy cây nến, là 20 mấy ngày giao dịch á. Và nếu mà chị đang giao dịch trên cái khung H4 thì cái phiên giao dịch nó sẽ kéo dài là một tuần. Rồi tương tự ha, những cái R1, R2, R3 này nó sẽ được tính dựa trên cái công thức của pivot point này. Tức là từ cái pivot point này chúng ta tính theo công thức, nó sẽ tính ra những cái kháng cự và những cái hỗ trợ. Và công thức như thế nào rất là phức tạp ha, cho nên mình không trình bày ở đây. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái công cụ biểu đồ tự vẽ những cái pivot point cho chúng ta, mà chúng ta không có cần phải nhớ công thức làm gì. Rồi ha, trên biểu đồ của dầu này anh chị để ý nha, đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh chị cách để mà hiển thị những cái vùng pivot point này. Anh chị bấm vào cái indicator, thì nếu mà tiếng Việt thì là sẽ là chỉ báo ha, cái chỉ báo. Anh chị search chữ pivot là mà anh chị chọn cái pivot point standard, tức là pivot point tiêu chuẩn ha, trong tiếng Việt nó sẽ là pivot point tiêu chuẩn. Bấm vào cái này
Đấy, và sau đó sẽ hiện ra như thế này, nó sẽ tự động hiển thị ra cho chúng ta luôn. Anh chị bấm vào nhấp đúp vào một cái đường nào bất kỳ ha. Chúng ta chọn cái thể loại ha, tức là traditional, tức là pivotboard truyền thống. Rồi, những cái này chúng ta không cần thay đổi. Bấm qua cái kiểu á, chúng ta chọn cái màu nó là màu đỏ đi cho nó dễ thấy ha. Đó. Chúng ta tắt những cái R S4, R4, S5, R5 đi, bởi vì chúng ta chỉ cần cái 1 2 3 là đủ rồi. Bấm OK thì nó sẽ tự động hiển thị cho chúng ta thấy những cái mức pivot bar quan trọng trên biểu đồ. Và anh chị nhớ nè, anh chị thấy nó ngắt quãng không ạ? Đây, kể từ cây nến này trở đi, trở về sau, tức là những cái vùng này sẽ là những cái vùng pivot bar của thời điểm hiện tại. Và anh chị nhớ ha, tương tự ở cái phiên trước, tức là trong cái khung chính giữa này nè, thì những cái vùng P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 này nó sẽ chỉ có giá trị trong cái khoảng này thôi. Và một khi nó đã đi, một khi giá nó đã di chuyển sang cái phiên mới, tức là nó qua cái đầu tháng mới á, thì những cái giá trị này nó sẽ thay đổi và nó sẽ tự tính ra cho chúng ta. Thì anh chị nhớ những cái giá trị mà P, S1, S2 gì đó trong cái phiên cũ, mà khi mà giá nó chuyển sang cái phiên mới rồi là nó sẽ không còn giá trị nữa nha anh chị. Anh chị nhớ ha, những cái giá trị pivot point này nó sẽ chỉ có giá trị khi mà giá đang còn nằm trong cái phiên giao dịch hiện tại mà thôi. Khi mà giá nó chuyển sang cái đầu tháng mới, tức là giao dịch chuyển sang cái phiên mới, là nó sẽ có hiển thị những cái mức pivot point mới. Chúng ta sẽ dựa trên những cái mức đó để mà chúng ta giao dịch. Rồi, nếu mà anh chị đang giao dịch trên MT4 thì sao ha? Mình biết là rất nhiều anh chị đang giao dịch trên MT4 thì anh chị cũng có thể xài cái pivot point này. Chúng ta có một cái công cụ tự động mẻ cái những cái mức pivot point, những cái mức điểm xoay cho chúng ta, mà mình để cái link down ha. Trong cái phần mô tả cái builder này, anh chị vào cái phần mô tả, nhấp vào cái link đó để mà down cái indicator. Và nếu mà anh chị chưa biết cách cài indicator vào MT4 thì anh chị nhấn vào nút chữ Y ngay chỗ này ha. Mình đã để sẵn cái video hướng dẫn cách cài indicator bên ngoài vào MT4. Thì cái cách sử dụng nó cũng tương tự trên TradingView mà thôi. Anh chị chỉ cần mở cái indicator đó lên, chúng ta chọn những thông số mà tương tự ha, tương tự như mình hướng dẫn hồi nãy, nó sẽ hiển thị ra đúng những cái mức này y chang thôi. Rồi, để mà giao dịch với pivot point thì chúng ta giao dịch như thế nào? Thì anh chị tưởng tượng những cái mức pivot point đó nó cũng cơ bản chính là những cái hỗ trợ kháng cự mà thôi. Thì với hỗ trợ kháng cự bình thường thì chúng ta giao dịch như thế nào ạ? Có hai cách giao dịch chính ha. Cái đầu tiên chính là giao dịch bật lại, tức là khi mà giá chạm những cái mức pivot point này là chúng ta sẽ kỳ vọng là giá sẽ có sự đảo chiều ngay tại những cái mức đó ha. Đó, và chúng ta sẽ mua bán dựa trên những mức pivot point đó. Ví dụ chúng ta bán khi mà giá chạm kháng cự ha, và chúng ta mua lên khi mà giá chạm hỗ trợ. Đó là chúng ta kỳ vọng là giá khi chạm những cái mức pivot point là nó sẽ có sự đảo chiều xảy ra tại đó. Thì cái kiểu giao dịch bật lại này là cái kiểu giao dịch chính của mình ha. Theo Braxton, đó chúng ta sẽ mua bán tại những cái vùng hỗ trợ kháng cự, bán tại kháng cự và mua lên tại hỗ trợ. Đó là cái cách của mình chọn. Và nếu mà anh chị đang giao dịch theo cái kiểu phá vỡ ha, phá vỡ, thì chúng ta sẽ giao dịch theo cái kiểu là với cái vùng kháng cự thì khi giá tiếp cận vùng kháng cự chúng ta sẽ mua khi mà kháng cự bị phá vỡ ha. Đó. Ngược lại, khi mà giá tiếp cận vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ bán khi mà vùng hỗ trợ bị phá vỡ và tiếp diễn xu hướng. Lấy một cái ví dụ đơn giản là giao dịch theo kiểu bật lại, mà cái kiểu mà Braxton của mình đang hướng dẫn anh chị ha. Giả dụ chúng ta đang ở cái tuần giao dịch ngay chính giữa này, và anh chị thấy ha, khi mà giá dầu rơi rất là mạnh và nó quay lại test lại cái vùng P này nè. Đó, cái vùng P chính là cái mức pivot point ngay chính giữa, và hình thành một cái pin 3 giảm giá, chúng ta có thể sell ha. Chúng ta chốt lời khi mà giá chạm những cái vùng hỗ trợ nè. Chốt lời lần 1 là S1 là vùng hỗ trợ đầu tiên. Chốt lời lần thứ 2 là khi mà giá chạm những cái vùng S2. Và anh chị thấy rõ ràng giá khi mà chạm cái vùng S3 nè là nó ngưng, nó không có giảm tiếp được nữa ha. Đó là những cái vùng chốt lời rất là tốt. Tương tự ha, với chiến lược giao dịch trong tuần này của dầu, thì nếu mà anh chị đi theo xu hướng ha, dầu đang có xu hướng giảm thì chúng ta tiếp tục chờ bán ha. Chờ bán khi mà giá tăng lên tiếp tục và chạm cái vùng kháng cự đầu tiên chính là cái vùng P này. Cái R1 chính là cái vùng kháng cự tiếp theo ha. Anh chị chờ cho giá chạm những cái vùng này và hình thành những setup reaction giảm thì chúng ta có thể bán. Ngược lại, nếu mà anh chị giao dịch theo cái kiểu phá vỡ thì chúng ta sẽ không chờ cho giá hồi lên mà đảo chiều lại cái vùng này, mà chúng ta sẽ chờ cho giá phá vỡ những cái hỗ trợ bên dưới, lúc đó chúng ta mới bán ha. Nếu mà anh chị giao dịch theo kiểu phá vỡ thì anh chị sẽ chờ cho cái vùng S1, tức là cái hỗ trợ đầu tiên bị phá vỡ là chúng ta bán xuống.
ha. Tương tự, nếu mà S2 bị phá vỡ, chúng ta tiếp tục bán ha. Đó là cái kiểu giao dịch phá vỡ. Chúng ta còn rất là nhiều cái cách để mà kết hợp cái pivot point này vào giao dịch. Thì kết hợp như thế nào thì anh chị có thể chờ cái video tiếp theo. Mình sẽ làm một cái chuỗi video clip về các cách giao dịch với pivot point. Ra đây là kết thúc của video đầu tiên về cái chuỗi kiến thức về pivot point. Anh chị nếu mà thấy hay thì nhớ để lại một like, một subscribe và nhớ bấm cái quả chuông ha, nhấn bấm quả chuông để mà anh chị nhận được thông báo khi mà Nhật Hoài ra những cái video tiếp theo về pivot point. Rồi xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận. Nhớ đeo khẩu trang vô nha anh chị, đang cúm dữ lắm á. Nhớ like và subscribe nữa nha.